cái này để chị thấy. Dạ, mời mời mời. Để tiếp tục phần lễ thì trước hết để mời xuôi lên Nguyễn Hương trước của Nguyễn. Thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống các bóng mười giờ, bên chú rể linh trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trong cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau. Do chú rể đã lại của người thái tổ và đã xong, bây giờ để cho ông rể lại Phật. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng già. Thì theo lẽ là lại ông bà quá cố, nhưng mà thôi để xin phép để cho cháu nó xá, hai xá đi. Xá, một, hai. Cái ngẩng mặt lên nè, tôi lên nè, rồi cũng cho. Thì ông bà hiện tiền, thì là có ông nội với ông bà, đâu cũng lại ông ngoại với bà Tư hả? Ông ngoại với bà Tư. Rồi chú rể ơi nè, không thấy chú rể nè, nè cô dâu ơi chậm tới chút xíu đi cô dâu ơi, nè chú rể ơi không thấy rồi, không thấy chú rể rồi nè. Rồi rồi mời hai ông bà Tư ơi, ông bà Tư ơi nhắm cái rượu. Rồi rồi đưa bác Hai đi qua để đặt một giọng công á, đặt như thế tôi đưa bác Hai, bác Hai nhắm cái rượu cho cháu nó lại bị bác Hai, bác Hai. Rồi cái phần mà còn bác nữa, còn cô rồi này kia thôi, bây giờ mình thống nhất. Bây giờ bên ngoại, bây giờ bên ngoại không có đây nữa, bây giờ nội ngoại mình thống nhất đi. Chứ bây giờ mình kêu từ từ nó lâu lắm. Bây giờ mình thống nhất là bên nội với bên ngoại đó. Bây giờ mình xá thẳng ra là hai xá. Rồi xong. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa.
phần lễ đã kết thúc. Tôi cũng xin đại diện cho gia đình mời quý hai họ ra dự một buổi tiệc dưới cùng chung với gia đình. Trong buổi tiệc cưới sáng ngày hôm nay, lễ thành hôn của chú rể Duy Khang và cô dâu Ngọc Yến. Và lời nói đầu tiên cho phép Diễm Phúc được thay mặt cho âm thanh ánh sáng Hữu Chí xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng đông nhiệt nhất. Vô tận của thời gian, mất ngày nào đôi người của chúng ta được sinh ra nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và ngày hôm nay hai bạn đã chính thức cùng lớn xinh đẹp và thành tài, cùng với những nỗi niềm hạnh phúc của những đấng sinh thành, niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình sinh ra, niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình lớn khôn, và một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa khi được nhìn thấy con mình trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cũng như câu ca dao tục ngữ từ ngàn xưa mà toàn thể quý vị chúng ta đã từng nghe, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn, cây có gốc có đâm chồi xanh lá, nước có nguồn đến biển rộng sông sâu. Và ngày hôm nay trong ngày vui, tất cả chúng ta không thể không nhắc đến những đấng sinh thành đã dựng dục đôi bạn trẻ. Và chắc hẳn trong lòng chúng ta ai cũng biết rằng dựng vợ gả chồng là trách nhiệm bổn phận, nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc sống của mỗi con người chúng ta, là kết quả của những sự yêu thương. Và ngày hôm nay niềm hạnh phúc ấy đã đến với hai họ của chúng tôi, đặc biệt là họ nhà trai, khi được nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình đã tìm được cho mình một điểm dừng của hạnh phúc. Về phía đại diện họ nhà trai, cho phép Diệp Phúc xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Văn Hùng và bà Lê Thị Thúy Nga là song thân của chú rể Di Khang. Xin mời ông bà cùng tiến về khán lễ để ra mắt Văn Quyền hai họ. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón chú Hùng họ nhà trai của chúng tôi, thưa quý vị. Thân mến, vui mừng hơn, sung sướng hơn khi được nhìn thấy những đứa con của mình đã tìm được cho mình một điểm dừng của hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời đại diện họ nhà gái là ông Huỳnh Đức Thắng và bà Hà Thị Yên là song thân tuyệt vời của cô dâu Huỳnh Thị Ngọc Yến. Xin mời ông bà cùng tiến về khán lễ để ra mắt quan viên hai họ. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Tình cha mẹ biết thế nào diễn tả, như sông dài như biển cả ngoài xa, và bài thơ chuyện đó hồng cảm tạ cũng không bằng lòng yêu mẹ cứu cha. Mỗi con người chúng ta, ai đã từng yêu mà không từng mơ ước được cùng người mình yêu sánh bước đến trọn đời. Thật vậy, đề tài tình yêu chính là một đề tài muôn thuở, mà khi nhắc đến tình yêu, tất cả chúng ta không ai có thể nghĩ được tình yêu là gì và tình yêu có từ bao giờ. Chỉ biết được rằng khi yêu và được yêu, đó chính là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc sống xã hội con người chúng ta. Và trải qua một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, chú rể Duy Khang và cô dâu Ngọc Yến đã nhận ra rằng họ là một nửa của nhau, hai trái tim sẽ hòa chung một nhịp đập. Và
ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Đinh Dậu, là một ngày vui, một ngày trọng đại, là ngày mà chú rể Duy Khang sẽ nắm tay cô dâu Ngọc Yến cùng dắt nhau đi đến nơi vĩnh bờ hạnh phúc. Và ngay bây giờ, dịp phút không để cho tất cả quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về khán lễ và dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón hai gương mặt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Xin mời chú rể Duy Khang cùng cô dâu Ngọc Yến nắm tay nhau tiến về lễ đài hạnh phúc. Niềm vui hân hoan tuyệt vời của những con người đang liếm trái mật ngọt, những bước đi đầu tiên trên đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ mang đến những phép màu có thật giữa cõi đời này. Thân mến, hiện diện trên khán lễ của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là đại gia đình hạnh phúc. Đại diện hai bên gia đình, có hai bên xuôi gia, có dâu Thảo, rể Hiền, xin được cúi đầu và gửi đến toàn thể quý vị một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, nghi thức rước rượu Saman là một nghi thức không thể thiếu trong ngày cưới. Nó nói lên những gì tốt đẹp nhất mà đôi người của chúng ta đã đạt được trong cuộc sống. Và kể từ nay, hai bạn sẽ cùng nhau thực hiện một cuộc sống keo sơn gắn bó đẹp như những giọt rượu nồng trong ngày cưới hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời đôi người của chúng ta cùng tiến về tháp rượu để rót rượu cho ngày vui hôm nay ạ. Rượu đào chưa nhấp đã say, rượu tình chưa nhấm mà say suốt đời. Thân mến, rượu đã biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân trong tình yêu, là sự khát khao của con tim. Những giọt rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu thêm tươi thắm, mật ngọt để tô điểm chu vị cuộc sống mai sau. Dài bánh luôn, lừa cái ấy qua, đẩy dài qua bánh luôn đó, đẩy dài bánh khó hơn cái, đúng rồi. Say đắm rồi trộn một đời son sắc mãi khơi bay, dù cho nước chảy mưa bay, tình chàng ý thiết đến đời sang năm. Thưa quý vị thân mến, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kính con cha, tân tạo sớm hôm mẹ đưa con không lớn, mang cả tấm thang gầy cho che chở đời con. Và ngày hôm nay đôi bạn của chúng ta được nên duyên cầm sách là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của hai bên gia đình. Và ngay bây giờ, những ly rượu tình rượu nghĩa mà hai con dâng lên cho hai đấng sinh thành cũng như là một lời tri ân cha mẹ đã sinh ra chúng con, cho chúng con một hình hài, một cuộc sống dù phải đánh đổi cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Mẹ, xin cha mẹ hãy xem chúng con là đàn dâu hiền, là chàng rể quý trong gia đình. Rồi, chú ý làm nha. Tủ tay tràn đầy hạnh phúc, chén rượu nồng chúc phúc mẹ cha. Đây những ly rượu, ly bia, những ly nước ngọt trên tay của mình, hòa chung niềm vui cùng với gia đình của chúng tôi cho ngày vui hôm nay ạ. Đặc biệt là đôi người dân đời hạnh phúc. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nâng ly ạ. 1, 2, 3. Những hai bên gia đình của chúng ta cùng ly để các chặt tình tham gia. Thân mến, nghi thức rót rượu Saman đã khép lại phần gai bắt của đại diện hai bên gia đình. Xin được cảm ơn cô chú và xin mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta cùng trở về những bàn tiệc để chia đại những biệt khách thân thương của gia đình. Riêng cô dâu và chú rể thì có xin mời lắng lại sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt bánh hạnh phúc. Suốt đời một cách hạnh phúc trường tồn, bạn phú quý giàu sang, bạn lắc con đàn cháu thảo. Kính thưa quý vị thân mến, nghi thức cắt bánh hạnh phúc đã nói lên rằng kể từ nay chú rể Duy Khang và cô dâu Ngọc Yến đã chính thức là duyên, là nợ, là vợ, là chồng, như đũa có đôi, như thuyền có bến, như đàn có dây.
Xin mời chú rể Duy Khang sẵn sàng hồi hộp và chờ đợi. Kính thưa quý vị thân mến, trước khi buổi lễ này diễn ra, chú rể Duy Khang có nói với Diệm Phúc về cô dâu Ngọc Yến của mình rằng ngày xưa khi mới quen nhau, muốn hôn một cái mà sao phập phồng, giờ đây nên vợ thành chồng, phải hôn một cái thỏa lòng ước mong. Tình yêu hai bạn dành cho nhau thật đẹp và không gì có thể so sánh được. Và ngày hôm nay, hai bạn phải cho toàn thể quý vị được thấy không chỉ là qua lời nói mà phải bằng hành động cụ thể. Thì xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn môi thật nồng cháy ạ. Và trước khi những nụ hôn được diễn ra, cho phép Diệp Phúc được hỏi lớn chú rể Duy Khang là từ trước đến nay chú rể có lén cha mẹ hai bên hôn cô dâu lần nào không ạ? Có. Dạ có. Vậy là nụ hôn chuyên nghiệp lắm rồi. Quý vị cứ coi như là trên tháng lễ ngày hôm nay là nụ hôn của hai diễn viên đến từ Hàn Quốc. Vậy là hôn phải thật sâu và phải thật dài. Bây giờ là những em nào dưới 18 tuổi vui lòng nhắm mắt lại giùm chị nha. Còn ai trên 18 tuổi hoặc là 5-60 tuổi gì đó thì em khuyến khích dòm nhiều một chút. Không chừng là ngày mai mời em lại hấp thôn không chừng nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời hai bạn cùng quay mặt vào nhau. Xin mời chú rể Duy Khang hãy đặt tay lên một vùng nào đó trên cơ thể cô dâu mà chú rể cho là mềm nhất. Dạ đâu anh? Chính xác. Xin mời cô dâu hãy đặt tay lên một vùng nào đó trên cơ thể chú rể. Đúng, đó chính là bờ vai. Cái này đúng là chuyên nghiệp nè. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chính ở đây tại sân khấu này, đôi yêu của chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn môi thật nồng cháy ạ. Khi nào quý vị ngừng vỗ tay thì hai bạn mới được ngừng hôn. Về phía ban nhạc, anh đánh giùm em bài nào ngắn thôi anh, khoảng nửa tiếng được rồi, chưa sức cho hai bạn còn tiếp khách nữa. Bây giờ em đếm nha. Một, hai, ba. Vỗ tay mạnh lên quý vị ơi. Khi nào ngừng chúng ta mới được ngừng hôn nha. Không. Hôn công khai mà phải hôn cho dữ. Kính thưa quý vị thân mến, những nụ hôn ngọt ngào đã khép lại những nghi thức của chương trình. Trước khi dứt lời, cho phép Diệp Phúc được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như là âm thanh ánh sáng hữu trí, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Đó chính là món quà vô giá, là niềm khích lệ tinh thần to lớn dành cho gia đình, đặc biệt là đôi gương dân gầy hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ thì xin mời hai bạn cùng trở về những băng tiệc để chiêu đãi những vị khách thân thương của gia đình. Xin được cảm ơn rất nhiều. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Quá vui là dù
sống sừng nhà vui quá vui tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi lễ ra mắt anh trong tay trước nhân sinh kết duyên đôi mình cả hai họ đều tươi như hoa thật rộn ràng là bao câu ca lời ca chúc chúc cho hai người vững trong năm thắm duyên đồng mãi bên nhau cháu con đầy dùng tiếng cười vui quá vui rượu thơm nồng nào ta cũng say một ly nữa chúc cho duyên tình mang sân vui suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài yeah.
ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài.